chụp liên hoa trong suốt màu đen giống như vậy được không anh? Liên hoa mà còn trong suốt mà còn có nền đen nữa hả? Thể hiện được cánh hoa trong suốt rất là khó luôn, nhưng mà ok, anh sẽ cố gắng xem như thế nào nha. Từ ngày trend liên hoa của Tony được viral thì quá trời khách yêu cầu Tony chụp mấy cái concept lạ lạ, nay còn muốn chụp liên hoa cánh trong suốt mà nền đen nữa chứ. Thường những concept này sẽ phù hợp với những các bạn độc thân chưa muốn cưới chồng nhưng muốn thử cảm giác làm cô dâu. Ai mà theo dõi kênh của Tony á đều biết là Tony hay đùa tìm những người lạ sau đó biến họ trở thành cô dâu. Nhiều người nhắn Tony là chụp ảnh cô dâu như vậy lỡ mất vía thì sao. Quan niệm này có từ khá là lâu rồi và cũng là cách nghĩ của mỗi người, nhưng mà xã hội ngày càng hiện đại thì những cái chuyện như vậy sẽ thoáng hơn. Tony có quen một cái chị khách nọ kể với Tony là vừa chụp ảnh cô dâu đơn ở Tony xong là có người yêu ngay, hai người cưới rồi giờ là có liền hai nhóc luôn á. Anh chồng kể là thích chị ấy từ ngang cái nhìn đầu tiên vì thấy dáng vẻ chị ấy mặc áo cưới xinh quá, nên ai đang thích chụp ảnh cô dâu đơn thì đừng có lo nha, có gì thắc mắc nhắn cho Tony biết với nhé.